Xin quý vị và các bạn thân mến, đất nước chính thức bước vào thời chiến. Ông Trần Quốc Vượng vừa ký ban hành thông báo kết luận của Bộ Chính trị về công tác phòng chống virus Vũ Hán. Nhấn mạnh đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong thời gian này. Theo đó thì tuần cuối cùng của tháng 3 sẽ được xác định là tuần mở màn cho cuộc tấn công mùa xuân năm 2020 trong vòng 2 tuần và dự kiến sẽ kéo dài trong vòng 2 tuần Ngoài việc tạm dừng nhập cảnh đối với tất cả những người nước ngoài vào Việt Nam từ ngày 23 tháng 3, cũng tạm dừng luôn việc tổ chức lễ viếng, thăm tham quan, lăng Hồ Chí Minh và các khu rụt di tích lịch sử khác. Trong cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn kêu gọi bà con nên nhường khẩu trang y tế cho nhân viên y tế đang làm công việc tiếp xúc, điều trị bệnh nhân. Ông Long cũng xác nhận thông tin dâm gian trên mạng xã hội hôm nay. Ông cho biết Bệnh viện nhiệt đới trung ương khoa hồi sức tích cực đang có 3 ca rất nặng. Bệnh nhân nữ 64 tuổi hiện vẫn đang thở máy và duy trì can thiệp ECMO. Hiện chỉ số sinh tồn của bệnh nhân ổn. Bệnh nhân được điều trị, điều chỉnh, giảm thở, máy hơn tuy nhiên vẫn đang trong tình trạng rất nặng. Bệnh nhân nam là người Anh 69 tuổi đã trải qua 9 ngày điều trị trong phòng hồi sức đang được giảm dần chế độ thở máy, dấu hiệu sinh tồn ổn định và tiếp tục duy trì điều trị. Bệnh nhân nam 50 tuổi phải chuyển vào phòng hồi sức từ ngày 22 tháng 3, tiên lượng vẫn theo dõi sát vì diễn tiến bệnh tuần thứ hai thường nặng. Cả ba người đều đã kết thúc liệu trình lọc máu. Tại thành phố Hồ Chí Minh sau lệnh cấm các hoạt động công cộng của quận nhất, hôm nay Ủy ban dân thành phố ban hành lệnh dừng hoạt động trên toàn thành phố. Các khu vui chơi giải trí, nhà hàng, quán bia, club, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống có công suất phục vụ 30 người trở lên, cơ sở làm đẹp, hớt tóc, massage đến hết tháng 3. Chiều ngày 24 tháng 3, ký túc xá Đại học Bách khoa quận 10 thành phố Hồ Chí Minh thông báo đóng cổng chính thực hiện giới nghiêm cấp độ 2 từ ngày 26 tháng 3. Nơi này hiện có gần 1.000 sinh viên lưu trú, một số bạn là F2 và F3. Bị dân chửi quá trời, ông Thủ tướng KLMV Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo dừng xuất khẩu gạo giữa mùa dịch virus Vũ Hán. Hải quan Việt Nam không cho phép xuất khẩu gạo từ 0 giờ ngày 24 tháng 3 theo các trang tin chính thức của Việt Nam đó là Vietnamnet pháp luật thành phố Hồ Chí Minh. Tin cho hay động thái hải quan có thể là thực hiện thực thi quyết định của Thủ tướng KLMV Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp của chính phủ về đảm bảo an ninh lương thực trong bối cảnh đất nước vật lộn với dịch virus Vũ Hán. Thông tin trên cũng được những người có nhiều ảnh hưởng trên mạng xã hội chia sẻ, gọi đó là tin vui. Theo quan sát của VOA, nhà báo độc lập Lê Trọng Hùng, tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện và một số người khác trong những ngày gần đây kêu gọi chính phủ Việt Nam cần gấp rút ra lệnh cấm bán gạo cho Trung Quốc. Giờ đây họ khẳng định lời kêu gọi của họ đã có tác động đến quyết định của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ông Lê Trọng Hùng đưa trên trang cá nhân nội dung một cuộc điện thoại mà ông nói là diễn ra giữa ông và Thủ tướng Việt Nam. Trong đó người đứng đầu chính phủ xác nhận đã ngừng xuất khẩu gạo từ 0 giờ ngày 24 tháng 3. VOA đã cố gắng liên lạc với ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc để hỏi thêm về vấn đề này xong ông chỉ trả lời ngắn gọn, tôi đang họp, đang trong hội nghị, đang bàn để xử lý tốt công việc. Lo vỡ trận Việt Nam dừng nhập cảnh Việt Nam loan báo tạm dừng nhập cảnh đối với tất cả những người nước ngoài và người gốc Việt được cấp giấy miễn thị thực trong bối cảnh số ca nhiễm virus corona ở Việt Nam tăng lên hơn 100 ca và cho đến chiều ngày 23 tháng 3, Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam liên tục công bố thêm nhiều bệnh nhân mắc Covid-19, trong đó có nhiều ca ở miền Tây, nâng tổng số bệnh nhân tại Việt Nam lên số 123 ca. Thông báo phát đi từ văn phòng của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ngày thứ bảy nói quy định này sẽ có hiệu lực từ lúc 0 giờ ngày 22 tháng 3. Thông báo cũng nêu có một số trường hợp nhập cảnh được phép như ngoại giao hay công vụ và các trường hợp đặc biệt. Khách nước ngoài tham dự phục vụ các hoạt động đối ngoại quan trọng, chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp và lao động kỹ thuật cao. Người Việt Nam ở nước ngoài như học sinh, sinh viên, người lao động Việt kiều được yêu cầu hạn chế tối đa về nước trong thời điểm hiện nay và tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch ở nước sở tại theo thông báo. Trường hợp thực sự có nhu cầu về nước phải đăng ký với cơ quan đại diện để kịp thời phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải, chỉ đạo ngành hàng không tổ chức theo từng chuyến bay thương mại và phải đăng ký tuân thủ sự sắp xếp theo từng chuyến đợt, thực hiện nghiêm việc khai báo y tế, cách ly theo đúng quy định. Thông báo còn nói thêm rằng người Việt Nam mang hộ chiếu ngoại giao công vụ đi công tác ở nước ngoài khi về nước phải tuân thủ thực hiện kiểm dịch, khai báo y tế tại cửa khẩu theo quy trình phòng chống dịch hiện nay và thực hiện yêu cầu cách ly bắt buộc theo quy định của pháp luật. Quy định mới áp dụng cho nhập cảnh cả đường biển, đường thủy, đường bộ và đường hàng không theo thông báo. Tính đến hết ngày 22 tháng 3, Việt Nam đã ghi nhận có 106 ca nhiễm virus Vũ Hán chủng mới, còn được biết với tên gọi mới là COVID-19. Theo số liệu đăng trên trang cổng thông tin của Chính phủ Việt Nam, không có trường hợp tử vong nào liên quan đến dịch bệnh được báo cáo và 17 trường hợp đã được chữa khỏi. Hôm 17 tháng 3, fan Thẹt của ca sĩ khắc Việt với hơn 3,6 triệu người thích đăng tải dòng trạng thái về Việt Kiều gây tranh cãi với cách diễn tả rằng Ở quê em làm nông, sang nước ngoài em làm neo, em thành Việt Kiều Cụ thể, ca sĩ sinh năm 1987 đăng hình ảnh của một người Việt Nam ở nước ngoài về nước vừa qua đã có phát biểu gây tranh cãi giữa dịch Covid-19 và chia sẻ như sau Ở quê em làm nông, sang nước ngoài em làm neo, em thành Việt Kiều sang tây mấy năm em chê đồ ăn việt độc hại khí hậu ô nhiễm ở thế này không thở được con người không văn minh y tế sao bằng nước ngoài dịch đến cả thế giới bên tây thì em chả biết gọi số nào để kiểm tra y tế nếu có bị thì cũng sợ không dám báo vì chữa đắt quá bên ta thì chữa trả mất tiền ho một cái là có người bế luôn đi chăm luôn đồ ăn chả sợ thiếu nhiều quá còn đang phải đi giải cứu đây này Thế là em mò về tổ quốc để nhỡ, để nhỡ có bị sao thì rút cho an toàn Ngày đi phải nhớ đến ngày về câu chuyện luyên thuyên nhưng lại là câu chuyện có thật Tổ quốc luôn chào đón những điều tử tế, những việc làm tử tế, những con người tử tế vẫn luôn hiện diện tại đất nước nhỏ bé nhưng rất phi thường và vẫn luôn đầy tình người này. Đừng làm tự nhục nó nữa. Khắc Việt viết ra như vậy. Ngụ ý của khắc Việt là chê bai Việt kiều và cho rằng ở nước ngoài không bằng Việt Nam về chính sách chống dịch cúm Vũ Hán, vì thế mà Việt kiều phải chạy về Việt Nam để trốn dịch. Đến ngày 19 tháng 3, ca sĩ này thêm một bài giải thích về bài viết trước và cho rằng anh có không vấn đề gì với ngành làm móng tay mà vấn đề chính là sự nhạy cảm, chúng tim đen và tự suy luận của quý vị. Mà kể cả quý vị có làm những gì cao sang Quý vị cũng chả có quyền gì về hạch sách và phỉ bán người dân trong nước Quý vị thấy tổn thương Ơ ờ thế, những người ở trong Việt Nam chúng tôi Khi nghe quý vị từ nước ngoài về chửi rủa chê bai chúng tôi Chúng tôi lại không thấy tổn thương ư Quý vị có biết quý vị về tổ quốc qua sân bay những xét nghiệm hay nằm cách ly Sau này dịch hết quý vị trở lại trời Tây Những đống hoang tàn đấy lại là từ tiền thuế đóng góp của chúng tôi Quý vị biết tiền cách ly đồ ăn thức uống của quý vị đang dùng cũng là tiền mà những người trong nước chúng tôi đóng không? Khắc biệt lý giải như sau. Tuy nhiên có rất nhiều quan điểm ngược lại với ca sĩ này, nhà báo Tristan Nguyễn ở Pháp bình luận rằng đề tài Việt Kiều về nước trốn dịch được Đảng và Nhà nước Việt Nam thông qua bộ phận tuyên giáo tuần ra một cách có bài bản, sau đó được một số người dân Việt Nam tiếp tay tạo thành dư luận ẩm ý Doanh nhân Lê Hoài Anh có bình luận khá tương tự rằng tuyên giáo đã thành công rực rỡ khi mà đa số người Việt giờ đã nghĩ rằng cúm tàu là do Việt Kiều khắp nơi mang về Việt Nam nhé. Facebooker Hoàng Mạnh Hải cho rằng có sự hiểu lầm và kém hiểu biết một cách đáng thương và những từ ngữ kiểu về quê trốn dịch, Việt Kiều hồi hương vì Covid-19 gánh nặng cho quê hương ngạo nghễ là thực sự không chính xác. Facebooker Hoàng Mạnh Hải viết như sau. Những từ ngữ kiểu về quê trốn dịch, Việt kiều hồi hương vì Covid-19 gánh nặng cho quê hương, ngạo nghễ là thực sự không chính xác. Việt Nam cũng như bất cứ nơi nào khác trên thế giới không phải là nơi an toàn trước nạn dịch này. Tưởng lầm như vậy là rất nguy hiểm. Những người có kiến thức từ chính phủ đến người dân, từ trí thức đến bình dân đều biết là chúng ta không an toàn hơn ở châu Âu, châu Mỹ, Trung Quốc hay ở Hàn Quốc. Một khi đã gọi là đại dịch toàn cầu thì tất Cả đều phải trải qua đỉnh dịch rồi mới kết thúc được. Những gì ta thấy chỉ là những vấn đề thời gian trước hay sau chết nhiều hay chết ít mà thôi. Tất cả không chờ tin tức vaccine được bào chế thành công, không có vaccine trong đại dịch này thì cả thế giới sẽ có vài tỷ người bị nhiễm và vài chục triệu người chết. Làm ơn đừng mê muội nữa. Việt Kiều hiểu theo nghĩa những người đã sống lâu năm ở nước ngoài có hộ chiếu nước ngoài thì từ Đông Âu sang Tây Âu cho đến Mỹ, những người bình thường không ai nghĩ nên về Việt Nam tránh dịch cả. Họ biết vaccine sẽ được sản xuất sớm nhất ở Mỹ và kế đến là châu Âu, chứ không phải là châu Á, càng không phải là Việt Nam. Những người Việt Nam từ trước, từ nước ngoài đang bay về đa số là du học sinh, người đi xuất khẩu lao động, đi thăm thân nhân, bạn bè, đi công tác, chứ không phải là Việt Kiều. Hoàng Mạnh Hải khẳng định. Cần phải khẳng định một sự thật rất rõ ràng là cụ thể rằng Phần lớn Việt kiều đúng nghĩa thì từ Đông Âu sang Tây Âu cho đến Mỹ, người bình thường không ai nghĩ đến là sẽ chạy về Việt Nam tránh dịch cả. Gánh nặng, tôi không hiểu chính phủ sẽ phiền lòng như thế nào khi nghe các bạn nói thế. Trong quản lý đất nước, dòng tiền là yếu tố hàng đầu mà mười mấy tỷ đô la một năm do Việt kiều chuyển về nước là một động lực quan trọng. Việt kiều đỡ bớt gánh nặng cho quê hương chứ không phải là gánh nặng. Ngạo nghệ, đây là từ mà nếu dùng để khen thì những người có chút tư cách không ai muốn nhận. Các quốc gia bay qua Vũ Hán đón dân của họ về nước có cả trăm chuyến, chuyến bay của chúng ta lẫn chìm trong đó, không nên gọi đó là một chuyến bay ngạo nghễ. Trước hình ảnh của các bác sĩ y tá đang oằn lưng chống dịch, chúng tôi cũng rất lấy làm cảm động và biết ơn những người trong đó là bạn bè, đồng nghiệp của tôi. Tôi chỉ muốn các bạn hãy biết cách khen những con người khiêm tốn đó. Họ học hành không chỉ để làm chuyên môn y tế mà còn học để biết cách rằng oằn lưng của họ vốn là một lẽ tự nhiên. Như người lính trong thời chiến tranh, như người thầy trong thời rốt nát, như người thủy thủ trên đại dương sóng cả, như người thợ mỏ dưới hầm sâu. Ai cũng có dịp được thể hiện tình yêu đồng bào, đồng loại mà phải quên đi cả tính mạng của mình. Thương họ thì phải hiểu và thương cho đúng Chứ tỏ ra hằn học với người từ nước ngoài về quê lúc này Chỉ vì tăng thêm gánh nặng cho họ thì có hiểu gì đâu Facebook Thanh Trần cũng đồng quan điểm và cho rằng những người về nước toàn là người Việt chính cống nhưng lại được báo chí Việt Nam khoác lên cái áo Việt Kiều. Sự nhầm lẫn là vì thế. Facebook Thanh Trần viết Việt Kiều họ không về đợt này đâu. Gọi là Việt Kiều có nghĩa là họ có một quốc tịch nước ngoài hoặc thẻ xanh định cư ở nước ngoài rồi, họ hưởng quyền lợi như một công nhân bình thường bên đó, miễn phí hoàn toàn 100% chi phí điều trị cúm tàu. Khi các nước đều xem là đại dịch, lập tức miễn phí 100%. Một số nước còn phát tiền cho dân chúng, ví dụ như Mỹ phát cho mỗi công dân là 1.000 đô la, Thái Lan phát cho mỗi công dân là 500 đô la. Mỹ tiến thêm một bước ngoài tiền thì có phát thực phẩm miễn phí cho tất cả mọi người Có nghĩa là không những nuôi người bị cách ly mà nuôi luôn cả người nằm nhà chơi Tóm lại chẳng có lý do gì để họ về đợt này cả Những người về nước đợt này là du học sinh, con ông cháu cha từ bản đỏ, người xuất khẩu lao động Lao động tình dục, xuất khẩu lao động chui Toàn người Việt chính cống vậy tại sao các báo đồng loạt khoác áo Việt Kiều nhầm lẫn chăng Vấn đề là trước kia chỉ có 16 ca nghi nhiễm cộng đồng với cộng với vài nghìn người bị cách ly, hầu hết dính tới yếu tố Trung Quốc. Chính phủ Việt Nam không phải là muốn thu tiền nhưng mà sợ không dám thu, bạn vàng mà, tế nhị lắm. Thế nên nhân cơ hội ấy tuyên truyền luôn là miễn phí 100% cho ai. Cảnh sát Đài Loan bắt giữ 31 người Việt nhập cư lậu trốn trên tàu cá Cảnh sát biển Đài Loan hôm 21 tháng 3 năm 2020 bắt giữ một tàu cá chở theo 31 người quốc tịch Việt Nam, gồm có 24 người nam và 7 người nữ không có giấy tờ đang trên đường nhập cư lậu vào nước này. Ngoài ra, hai thuyền viên người Đài Loan cũng bị bắt giữ vì vi phạm đạo luật di trú khi tổ chức buôn lậu người. Theo trang tin tức Đài Loan, con tàu bị bắt giữ khi cách đảo Tiểu Lưu Cầu khoảng 10 hải lý về phía tây nam thuộc quận Bình Đông, phía nam đảo Đài Loan, Đoạn video được Sở Cảnh sát Biển Đài Loan đăng tải cho thấy các sĩ quan mặc quần áo bảo hộ y tế trước khi lên tàu phun thuốc khử khuẩn cho những người nhập cư lậu, đo nhiệt độ và điều tra họ về bất cứ triệu chứng nào có liên quan đến virus Vũ Hán gần đây. Đài Loan hiện nay có gần 200 ca nhiễm COVID-19 và hai người đã qua đời vì căn bệnh này. Đài Bắc cũng đưa Việt Nam và một số các nước Đông Nam Á khác vào cảnh báo du lịch cấp độ 3. Điều này có nghĩa là những lao động di trú ở nước này đến Đài Loan sẽ phải cách ly tại nhà 14 ngày theo quy định và không được ra khỏi nhà để đi làm. Hồi tháng 3 năm 2018, hai thi thể người Việt Nam nằm trong nhóm nhập cư lậu trồi dạt vào bờ biển quận Bình Đông khi xuồng cứu sinh chở họ bị lật khi cách bãi biển có 3 đến 5 km. Hiện không rõ con tàu này xuất phát từ đâu, tuy nhiên người Việt thường chọn đi lậu bằng tàu cá từ Trung Quốc vượt qua eo biển Đài Loan để vào đất liền. Những người chọn phương cách này thường là lao động di trú bỏ hợp đồng ra ngoài làm việc, bị cảnh sát di trú bắt giữ trục xuất về Việt Nam nên rất khó xin giấy tờ trở lại Việt Loan, trở lại Đài Loan làm việc tiếp. 280.000 tỷ cứu kinh tế bị lợi dụng dân hốt hoảng đảng vật vã Lo ngại trước tình trạng có thể làm kinh tế suy thoái chung chính phủ của Đô La Trung đưa ra đề nghị gói cứu trợ 1.000 tỷ Mỹ Kim để giảm bớt hậu quả cuộc chiến chống virus Vũ Hán lây lan nhanh, đang nhấn chìm thị trường tài chính toàn cầu và gây gián đoạn sâu rộng cho nền kinh tế Hoa Kỳ. Trong không khí hoảng loạn vật vã, Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đưa ra gói hỗ trợ kinh tế 280.000 tỷ đồng tương đương với 12 tỷ Mỹ Kim, chia ra 250.000 tỷ tín dụng qua các ngân hàng và 30.000 tỷ để tháo gỡ khó khăn sản xuất, kinh doanh. Dư luận đang lo ngại gói cứu trợ này do cơ chế xin cho sẽ gây ra tình trạng bị lợi dụng. Chưa biết số giấy bạc này Cộng sản Việt Nam huy động từ đâu trong hoàn cảnh ngân sách năm nào cũng thâm hụt khoảng 220.000 tỷ đồng. Từ năm 2017 đến nay mỗi năm Cộng sản Việt Nam đều tung vào thị trường một số tiền mới in rất lớn khoảng 2 triệu tỷ đồng nhằm đẩy GDP trong nước tăng cao để khoe khoang là nền kinh tế vẫn huy hoàng. Thị trường chứng khoán là hàn thử biểu của nền kinh tế thì đang tuột dốc thê thảm nhất từ 13 năm nay. Tháng trước, 12 tháng 2 chứng khoán Việt Nam còn ở mức 937 điểm, đến ngày 19 tháng 3 chỉ còn 725 điểm. Trong 5 phiên giao dịch từ ngày 9 tháng 3 đến ngày 13 tháng 3 chứng khoán Việt Nam mất khoảng 25,5 tỷ đô la Mỹ. Như đã trình bày từ bài trước, không có virus Vũ Hán thì chứng khoán Việt Nam cũng sẽ đi xuống nội trong năm nay. Vì tháng 10 năm ngoái, Moody's đã cảnh báo hạ điểm tin tưởng vào nền tài chính và hạ điểm tín dụng 17 ngân hàng thương mại của Việt Nam. Sự kiện này làm cho nhà đầu tư khối ngoại lần lượt rút vốn khỏi một nơi không còn an toàn tín dụng như đang diễn ra, không cách gì có thể ngăn cản nổi. Trong lúc Cộng sản Việt Nam vẫn mở cửa cho 1.499 cây số biên giới để hàng loạt người tàu đem mầm bệnh vào lây lan cho người Việt Nam thì lại ra lệnh khoanh vùng bên trong, đóng cửa trường học bưng bít thông tin lây nhiễm tử vong thì nói là âm tính COVID-19. Chữa bệnh theo cách khô khẩu hiệu hơn là dựa vào khoa học, bắt bớ những người loan tin từ Vũ Hán. Nếu như mà chết do căn bệnh virus Vũ Hán thì nói là họ bị nhồi máu cơ tim và một số bệnh liên quan khác, ví dụ như bệnh phổi hoặc là đột quỵ gì đó. Điều đáng chú ý là chưa bao giờ thấy ông Tổng Bí Thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng xuất hiện kể từ ngày có dịch bệnh. Các sự kiện này diễn ra tự cho chúng ta đã thành thấy thành yếu tố gieo rắc hoang mang, nhiễu loạn thông tin dẫn đến hốt hoảng chưa từng có trong dân chúng vào tuần lễ đầu tháng 3 khiến cho Đảng Cộng sản Việt Nam vật vã không thể kiểm soát nổi tình trạng chấn động, lo âu, quần quận, vần vũ trên Facebook của hàng chục triệu tài khoản. Truyền tay nhau xem giấy khai tử nữ bệnh nhân NAP, Yểu mệnh cuối tháng 2 ở Bệnh viện 115. Tuần lễ tiếp theo vào lúc Đảng Cộng sản Việt Nam sắp khoe hết dịch thì khủng hoảng lại bùng lên bởi ca thứ 17. Nguyễn Hồng Nhung ngồi chung khoang thương gia với hàng chục quan đỏ cao cấp cùng chuyến bay vn 0054 Việt Nam Airlines từ London về Việt Nam tuần trước đó. Trong số hành khách có bệnh nhân dương tính số 21 giáo sư cố vấn kinh tế, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Quang Thuấn được đánh giá có nguy cơ lây lan cao nhất cho khoảng 500 cán bộ của Ba Đình, từng tiếp xúc trực tiếp hay qua trung gian với ông 21, Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư và ông Nguyễn Trí Dũng cùng ngồi gần bệnh nhân 17 thì lại được Cộng sản Việt Nam xác nhận kết quả xét nghiệm âm tính với virus Vũ Hán. Việt Nam tuy có thời tiết nóng thích hợp về đề phòng lây nhiễm nhưng lại đang có hàng triệu người tàu, hàng trăm quan chức đang bị cách ly từ hậu quả chuyến bay chín nút định mệnh. Hai loại người này có thể mang mầm bệnh trong lúc trong cả nước không đủ dụng cụ y khoa để xét nghiệm cho dân chúng. Cái yếu tố này dẫn đến nửa tin nửa ngờ do cách vừa hô khẩu hiệu vừa bưng bít thông tin cố hữu mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam dịch virus Vũ Hán vẫn tiếp tục lây lan cho đến nay đã có 85 ca dương tính ngày 19 tháng 3. Nhiều địa phương ra lệnh cách ly từng khu vực, dân chúng đang hoảng loạn. Cuối tháng 12 năm ngoái, Vũ Hán với 11 triệu dân, 5 triệu đã rời khỏi thành phố trước khi có lệnh phong tỏa. Số dân này tản mát khắp nơi đem mầm bệnh COVID-19 sang nhiều nước khác. Đầu tháng 3, Bắc Kinh công bố chính thức có 3.136 người chết, 80.754 ca lây nhiễm. Nhưng các thông tin trái chiều trong dân chúng thì nói con số này thực sự cao hơn nhiều trăm lần. Trong lúc Liên Hợp Quốc công bố virus Vũ Hán là đại dịch toàn cầu, 12 tháng 3 thì Bắc Kinh lại đưa ra luận điệu tuyên truyền mới nhằm khỏa lấp trách nhiệm khi trấn áp bác sĩ Lý Văn Lượng phát hiện mầm bệnh vào tháng 12 năm 2019, khiến cho dịch bệnh bùng phát trên cả nước Tàu, rồi lây lan đến 177 quốc gia. Ngày 19 tháng 3 và vùng lãnh thổ trên cả thế giới. Đến nay, Bắc Kinh muốn đánh cháo lịch sử nói là vai đất Vũ Hán xuất phát từ Vũ Hán là do quân đội Mỹ đem sang nước Trung Quốc. Ngay lập tức, đại sứ Bắc Kinh tại Mỹ, ông Thôi Thiên Khải đã bị Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ triệu mời để nhận công hàm phản đối chính thức. Tính cháo trở, của Bắc Kinh Cộng sản. Việt Nam là một nước ở Đông Nam Á sợ làm Bắc Kinh Phật Ý mất du khách hoặc vì nhiều vì thiếu trang thiết bị y tế đã không thể phát hiện được lây nhiễm nên đã có những con số không phù hợp với thực tế. Malaysia giám đốc trung tâm nghiên cứu các loại bệnh truyền nhiễm Đại học Harvard khẳng định có nhiều ca nhiễm bị bỏ qua không bị phát hiện trong vùng. Tổng giám đốc quỹ tiền tệ quốc tế IMF bà Kristalina công bố gói viện trợ trị giá 50 tỷ Mỹ Kim để giúp chống lại virus SARS-CoV-2 gây viêm đường hô hấp cấp virus Vũ Hán. Hôm 12 tháng 3, Hoa Kỳ loan báo sẽ cấp cho Việt Nam 37 triệu Mỹ Kim trong khoản 100 triệu của chính phủ Mỹ để giúp cho 20 nước đối phó với dịch virus Vũ Hán. Cộng sản Việt Nam ra sức vo tròn bóp méo để có hồ sơ thích hợp nhằm chiếm phần to hơn trong ngân khoản 50 tỷ Mỹ Kim tống xa khu vi 2 của IMF cũng như 14 tỷ Mỹ Kim từ Ngân hàng Thế giới. Trong lúc dịch bệnh COVID-19 lây lan thì Tây Nguyên thiếu nước sản xuất nông nghiệp. Năm tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long là Bến Tre, Kiên Giang, Cà Mau và Long An nơi có khoảng 1 phần 5 dân số toàn quốc. 70% thủy sản và vựa lúa giữ vai trò chủ đạo sản xuất lúa gạo thì đã ngập mặn từ mấy năm trước. Tháng 4 sắp tới, Việt Nam sẽ hợp tác với Lào khởi công đập thủy điện Luông Pha Băng ngay trên dòng chính chảy qua Mê Công. Như vậy, vì lợi nhuận Cộng sản Việt Nam hợp lực với 11 con đập của Bắc Kinh xây nhiều năm trước, quấn thêm vòng khăn tang trên đầu dân hạ nguồn thuộc vùng Tây Nam Bộ. Ủy ban sông Mê Công nói là Bắc Kinh kiểm soát 65 tỷ mét khối nước, 165 triệu tấn phù sa và làm cho mực nước ở vùng miền Tây Nam Bộ thấp hơn mực nước biển nên nước mặn mới tràn vào khiến cho canh nông toàn vùng đi vào tuyệt vọng. Ngay cả nước ngọt sinh hoạt ngày hàng ngày của cả triệu người cũng phải khoan giếng rất sâu mới có thể chiêu nhau để dùng. Nguy cơ phá sản doanh nghiệp bất động sản gần kề, cả nước có 82.900 căn nhà du lịch, 28.099 biệt thự du lịch, 15.663 căn phố thương mại tập trung ở Bình Thuận, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Phú Quốc, Quảng Ninh, Bà Rịa Vũng Tàu tổng giá trị ước tính hơn 23 tỷ Mỹ Kim hiện nằm ụ, trở thành gánh nặng cho nền kinh tế, không khai thác thương mại được. Các doanh nghiệp bất động sản vì vậy không thanh toán nổi các khoản vay dùng xây cất các khu phố. Ngoài du lịch, các ngành sản xuất như may mặc, da dày, điện, điện tử sản xuất và lắp ráp ô tô đang chịu áp lực rất lớn vì hầu hết các nguyên nhiên liệu, phụ trợ, phụ tùng hay thiết bị đầu vào cho quá trình sản xuất được nhập từ Trung Quốc Đại Hàn hay do hậu quả của dịch virus Vũ Hán khiến cho ngành vận tải bị tắc nghẽn, không đưa được hàng hóa tới các nhà máy sản xuất đặt ở Việt Nam. Hôm 17 tháng 3, Cộng sản Việt Nam kêu gọi dân nhường cơm xẻ áo trong hoàn cảnh dịch bệnh. Lời kêu gọi này bị phản ứng ngược vì dân chúng cho rằng các tham quan giàu có sống xa hoa dư tiền nhiều của mua nhà và cho con đi du lịch và du học ở nước ngoài phải bỏ bớt tiền ra trong tình huống toàn dân đang khủng hoảng vì dịch Vũ Hán. Kinh tế tài chính mỗi ngày một bi đát hơn, thời điểm này chỉ mới bắt đầu nhưng quả là không thuận lợi cho công tác chuẩn bị Đại hội Đảng Cộng sản thứ 13 đang giáo diết diễn ra ở cấp cơ sở và sẽ chuẩn bị diễn ra ở Trung ương vào đầu tháng 1 năm 2021 tới đây. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hết đây là những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.